Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 12 năm 2014 tại Berlin đã diễn ra giải bóng bàn hữu nghị Giáng sinh năm 2014 của người Việt Nam ta tại châu Âu, với sự tham gia của trên 80 vận động viên đến từ nhiều vùng của Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Séc và Cộng hòa Ba Lan. Đại sứ nước ta bà Nguyễn Thị Hoàng Anh và đại diện các nhà tài trợ đã tham dự lễ khai mạc. Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng bàn Việt Nam tại Berlin đã nêu rõ, đây là giải bóng bàn hữu nghị Giáng sinh đầu tiên của người Việt Nam tại châu Âu được tổ chức ở Berlin. Câu lạc bộ bóng bàn Berlin đã được sự ủng hộ nhiệt tình của Đại sứ quán Hội người Việt Nam tại Berlin Brandenburg đồng tổ chức giải thi đấu nhằm khuyến khích cho phong trào bóng bàn của người Việt Nam ta tại Đức cũng như trên toàn châu Âu. Mục đích của giải là thông qua hoạt động sự luyện tập thi đấu để tăng cường sức khỏe, sự hiểu biết giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt trong cuộc sống nơi xa quê. Trong lời phát biểu chào mừng, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đã hoan nghênh sáng kiến tổ chức giải, coi đây là dịp tốt để tăng cường giao hữu giữa cộng đồng người Việt Nam ta ở Đức, ở Séc và Ba Lan. Đại sứ vui mừng nhận thấy có nhiều vận động viên ở các lứa tuổi khác nhau tham gia, trong đó có chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và nghiệp dư. Tuy nhiên, bà cũng nhắc rằng còn quá ít vận động viên nữ, trong tương lai cần phải động viên và tạo điều kiện cho các cầu thủ nữ tham gia. Đại sứ chúc mừng giải thi đấu thành công, góp phần tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng. Trận đấu mở màn giữa đội Đại sứ quán Nguyễn Thị Hoàng Anh và Chủ tịch Câu lạc bộ bóng bàn Nguyễn Hữu Thọ với hai nhà tài trợ là Võ Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty Thăng Long và Nguyễn Văn Hiền, Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân đã làm cho nhà thi đấu ở Dê Ban nóng lên mặc dù ngoài trời tuyết vẫn đang rơi và trời lạnh âm độ. Các cầu thủ đã thi đấu trong suốt một ngày. Thưa quý vị và các bạn, buổi chiều, các cá nhân, các đội đã gặp nhau trong trận chung kết. Điều đáng lưu ý là có một vận động viên nữ, chị Nguyễn Thị Thủy đến từ Ba Lan. Chị đánh hết sức xuất sắc và đã gặp vận động viên kỳ thủ, đó là Hồ Anh Tiệp.
Vâng ạ. Thưa các bạn, các bạn đang xem đây là một trận đấu cuối cùng. Ai sẽ thắng chúng tôi cũng chưa có thể biết được, nhưng có thể nói là vâng ạ, trận đấu hết sức quyết liệt. Xin chúc mừng vận động viên Hoàng Anh Kiệt của Cộng hòa Liên bang Đức. Sau trận gặp kỳ thủ Hồ Anh Tiệp, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ngắn chị Nguyễn Thị Thủy đến từ Ba Lan. Chị nói chị là một vận động viên có năng khiếu từ Nam Định, nhưng chị đã gác vợt 20 năm nay, nay mới quay trở lại đấu khi được sang Đức. Và chị tin rằng nếu chị luyện tập tốt thì có thể là tiếp tục thi đấu được tốt hơn, và chị mong rằng gặp lại Hồ Anh Tiệp ở Ba Lan năm 2015. 20 năm nay không chơi rồi. Vâng. Một lần chơi ở bên Tiệp cách đây khoảng 4 năm, với hôm nay với ở đây một lần nữa. Dạ. Và đã lâu lắm rồi mới lại cầm vợt quay trở lại. Vâng. Và từ sáng nay như vậy là chị đã đánh bao nhiêu trận tất cả rồi? Cháu 7-8 gì đấy. À thế à, có nhiều nhiều quá mà không thể nhớ được nữa. Vâng, lâu đánh mệt. Thưa quý vị và các bạn, buổi tối cùng ngày, lễ tổng kết và trao giải đã diễn ra tại nhà hàng Đức Anh Quán trong trung tâm thương mại Đồng Xuân. Giải nhất về cá nhân đã được trao cho anh Ngô Tường ở Berlin. Giải nhì trao cho anh Lý Thành Long. Giải ba trao cho anh Đinh Anh Tuấn. Giải tư được trao cho anh Bùi Tiến Lợi. Và giải khuyến khích trao cho anh Nguyễn Đức Thắng. Về giải đồng đội, đội Ba Lan giành giải nhất. Giải nhì thuộc về đội Đức, giải ba thuộc về Cộng hòa Séc, và giải tư đồng đội trao cho đội hỗn hợp là Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin và Warsawa. Ngoài phần công bố kết quả trao giải, những người tham gia đã dự liên hoan ẩm thực, giao lưu thân mật với những lời ca tiếng hát cây nhà lá vườn, ngẫu hứng nhưng rất nhiệt tình và say sưa. Cộng hòa Séc xin mời các động viên Cộng hòa Séc từ Praha lên nhận giải thưởng giải đồng đội. Đề nghị ai có dây khen đưa đằng trước để chúng ta chụp hình. Xin chào giáo viên, xin cảm ơn. Mời vợ anh, mời vợ anh, vợ mình chuẩn bị lên sân khấu. Anh đứng lại. Giải tư, vận động viên rất trẻ của câu lạc bộ Bóng bàn Việt Nam Berlin. Xin một tràng pháo tay cho anh Ngô Tường. Oh, hi.
Thưa quý vị và các bạn, giải bóng bàn hữu nghị Giáng sinh năm 2014 ở Berlin đã khép lại với nhiều tình cảm sâu sắc và lắng lòng. Mọi người hẹn nhau vào tháng 5 năm 2015 sẽ tới Warsaw ở Ba Lan thi đấu theo lời mời của đội bóng bàn Ba Lan. Xin chân thành cảm ơn các quý vị và các bạn.